Gặp lại các bạn ở Thảo Click Crochet. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một mẫu đầm suông mà có hoa văn. Thì mình thấy thì giống như những cái trái dâu, nhưng mà mình nhìn thì cảm giác như là nó nổi lên. Lý do là những cái đài hoa dâu như thế này thì mình móc cái mũi hạt bắp nổi lên nè. Và bản thân cái hoa dâu này nó cũng đã nổi lên. Lý do là mình sẽ móc mũi ngoặt trước, mũi kép ngoặt trước, nên là mình thấy là cũng khá là lạ. Và mặc lên thì cũng đơn giản thôi, nhưng mà nó xinh, là xinh xắn ở cái điểm nhấn là cái phần hoa văn ở trên vai đây các bạn, và cái phần tay áo. Do lý do là mình móc cái váy suông cho nên là mình sẽ phải móc, và mình sẽ tập trung cái chú ý vào cái phần hoa văn trên cổ, và mình sẽ móc cái tay dài như thế này để tập trung cái sự chú ý. Nó hơi lạ lạ ha các bạn, thích hợp với mình mặc ở khí hậu se mát, hơi thu thu. Các bạn cũng có thể móc thành áo tay ngắn, hoặc là các bạn có thể móc thành váy suông nhưng mà tay ngắn, hoặc là có thể móc áo tay dài, hoặc là váy suông tay dài. Đó là do mình lựa chọn và mình thích như thế nào thì mình sẽ móc theo cái sở thích và cái nhu cầu mặc của mình. Áo này thì mình sẽ móc từ trên cổ móc xuống. Mình sẽ móc từ trên cổ, mình móc xuống, mình móc hoa văn đến đây, mình móc đến cái phần nách chỗ này, rồi mình kết cái phần nách chỗ này, và mình móc đến cái phần, hết cái phần thân dưới vòng tròn. Rồi sau đó mình sẽ quay qua mình móc tay. Kiểu này là kiểu giống như tay khi mình mặc đồ, mình may đồ thì người ta gọi là tay ráp lăng á các bạn. Móc từ trên xuống ha. Mình móc cái chiếc váy này là có chiều dài ngang gối. Để hoàn thành chiếc váy này thì mình dùng sợi cô tông. Mình cũng chuẩn ý, nếu các bạn có theo dõi thì các bạn thấy là mình rất là hay thích móc sợi cô tông. Lý do là nó phù hợp với cái nơi mình sinh sống. Mình sống ở thành phố Hồ Chí Minh, khí hậu nó khá là nóng, cho nên là mình sẽ lựa những cái sợi cô tông. Tuy nhiên chiếc váy này thì mình không móc cô tông 100%, mà có pha một tí xíu lụa, cho nên các bạn thấy là cái sợi nó khá là bóng và nó rất là mềm. Thực ra là mình cũng không có biết tên chính xác đâu, là các bạn cứ lên những cái chỗ mà bán len sợi á, thì các bạn hỏi là cô tông lụa, nó có pha một tí xíu lụa, hoặc là lining đó, thì mình sẽ sử dụng móc cái này. Để móc chiếc váy dài ngang gối và tay dài như thế này thì mình đã dùng tất cả là 5 cuộn sợi cô tông lụa như thế này, mỗi cuộn là 100g, thì còn dư như thế này. Cho nên là nếu các bạn muốn móc giống chiếc váy giống như mẫu của mình thì các bạn chuẩn bị cho mình 5 cuộn sợi cô tông. Còn nếu mà các bạn muốn móc áo tay ngắn, hoặc là áo tay ngắn dài tay, hoặc là áo tay ngắn mà móc váy như áo tay ngắn, thì mình cái số cuộn thì mình sẽ ghim ở dưới cái phần mô tả nha các bạn ha. Rồi, các bạn chuẩn bị cho mình 500g sợi như thế này là móc được một chiếc váy ngang gối suông tay dài cho tất cả các size từ X, M, L. Đó, còn nếu mà các bạn móc cái khổ quá lớn XL hoặc là 2XL thì chắc các bạn có thể chuẩn bị thêm cho mình 6 cuộn, nhưng mà mình nghĩ là 5 cuộn là vừa cho tất cả các size. Mình sử dụng hai loại cáo này, mình sử dụng hai loại kim. Để cho móc toàn bộ cái áo thì mình sử dụng sợi là 1.75mm. Tuy nhiên đến cái phần eo, đến cái phần eo ở chỗ này thì mình chuyển qua kim móc là 1.5mm, để cho cái phần eo nó gom lại và nó gọn lại, nó tạo cái dáng eo cho cái chiếc váy của mình.
Rồi, mời các bạn bắt tay vào móc với mình nha. Để bắt đầu thì các bạn móc cho mình khoảng 180 bính xích. 180, à 190 chứ mình nhầm, 190 là mình móc dư á. Tại vì khi mà dư thì các bạn có thể cắt bỏ cái đoạn dư này đây và mình rút chỉ lại còn hơn là thiếu nha. Rồi các bạn móc cho mình một sợi xích bao gồm 190 bính xích. Rồi, bây giờ hàng đầu tiên các bạn móc cho mình 1, 2, 3, móc vào chân, móc vào chân thứ tư ha. Một mũi kép, nhưng mà mình giữ lại trên kim ha. Đây gọi là hai mũi kép chụm đầu á. Một nè, hai, ba vòng sợi trên kim và mình kéo vào luôn. Đó. Thực ra ở đây, này được xem như là ba mũi kép chụm đầu. Một, hai, ba, bốn, năm. Bỏ cho mình năm chân. Một, hai, ba, bốn, năm. Móc vào chân thứ sáu. Nhưng mà trên mình móc 5 bính thì dưới mình bỏ 5 chân ha các bạn. Rồi móc vào đây cho mình một mũi kép. Móc tất cả dùm cho mình là 10 mũi kép đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 đây là một hoa. Một hoa. Rồi, 5 bính 1 2 3 4 5. Rồi, lại bỏ tiếp cho mình 5 chân. 1 2 3 4 5. Móc vào chân thứ 6. Tiếp tục như vậy 10 mũi kép để làm hoa thứ hai. Rồi, cứ tiếp tục như vậy ha các bạn. Đây, 10 mũi kép, 1 hoa nè, 2 hoa. Rồi, lại 5 xích. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, móc 3 mũi kép chụm đầu. Bỏ 5 chân ha, cứ bỏ ở trên là 5 xích thì dưới bỏ 5 chân. 1, 2, 3, 4, 5. Móc vào chân thứ 6. Đây, móc cho mình 3 mũi kép chụm đầu. 1 nè. 2. Rồi, 1, 2, 3. 3 xích. Tiếp tục móc cho mình 3 mũi kép chụm đầu chung cái chân này. 1, 2, 3. Rồi, kéo vào. Đó, đây sẽ là cái điểm giữa ha. Đây là điểm giữa nè. Đây là vai áo 2 hoa nè. Đây là điểm giữa. Rồi, tương tự như vậy. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi tương tự như vậy các bạn móc cho mình thêm 3 cái hoa này ha. 1, 2, 3 hoa. Mỗi hoa cách nhau là 5 bính. 5 bính bỏ 5 chân. Và hoa này bao gồm là 10 mũi kép. 1, 2, 3, 4, 5. Móc vào chân thứ 6. Mười mũi kép. Đây là cái điểm chia và cái điểm chia nách nè. Đây là vai hai hoa. Rồi cái điểm chia thân trước 1 2 3 hoa. Rồi mình sẽ làm một cái điểm chia giống như thế này nữa. 5 xích, bỏ 5 chân. 1 2 3 4 5. Móc vào chân thứ 6. 3 mũi kép chụm đầu. 1 2 3 3 xích. 1 2 3. Tiếp tục 3 mũi kép chụm đầu chung chân. 1 2 3. Đấy, mình sẽ làm như vậy nè các bạn ha. Rồi. Bây giờ các bạn móc tiếp bây giờ bính vai ha. Móc cho mình thêm 2 hoa nữa. 2 hoa bên đây nữa nha. Rồi, 2 hoa ở vai nè các bạn. Đây là vai ha.
3 hoa thân trước, 2 hoa ở bên vai, và mình sẽ móc 3 hoa ở thân sau. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Được không ạ? Các bạn hình dung chưa? Ha. Còn khoảng cách giữa các hoa và những góc như thế nào thì móc giống như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ móc tiếp tục 3 hoa cho cái thân sau. Rồi, đây là mình đã móc xong. Các bạn có thể nhìn lại ha, bên vai nè, 2 hoa. Những cái này là những cái điểm chin up của mình á, cái phần ráp lăng tay áo của mình á. Thân trước là 3 hoa nè. Rồi cái điểm ráp nè. Vai 2 hoa. Cái điểm ráp, thân sau 3 hoa. Rồi như vậy thì mình sẽ kết vô đây. Ở đây mình mới có một bên thôi. Như vậy thì mình sẽ móc thêm vào đây nữa. Và các bạn xem cái phần kết này lại của mình ha. Kết này thì mình sẽ kết cho tất cả từ đây về sau. Đối với cái mẫu này là mình đều kết như vậy hết. Rồi, mình sẽ kết lại. Rồi, như vậy ở đây thì vẫn là 5 xích. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, và mình sẽ kết vào bên kia luôn. Rồi, các bạn cẩn thận coi nhầm bị xoay cái ha. Rồi, mình sẽ kết vào đây. Đây các bạn, móc chung cái chân hồi nãy đó. Đây, đúng không ạ? Cho nó đủ. 1, 2, 3. Đặt. Rồi, nếu như bình thường á thì 3 xích thì nó qua đây, kết qua đây là các bạn thấy sẽ giống như bình thường ha. Rồi cái phần này các bạn không đừng để ý ha. Lát nữa mình cứ 1, 2, 3, 4, 5 rồi mình sẽ cắt cái phần chỉ đó và mình kết vào đây. Đó, là mình sẽ đủ cái vòng hoa như thế này. Tuy nhiên, ở đây mình sẽ móc tất cả các kỹ thuật là mình sẽ cuối hàng, kết mũi là mình sẽ ở giữa đây và mình sẽ cứ tịnh tiến cái này lên. Thế nên cho nên mình sẽ không móc như thế này. Và đến đây thì các bạn chỉ móc cho mình là một. Mình không móc như thế này ha. Các bạn móc cho mình là một xích thôi nè. Rồi và các bạn một vòng sợi mình kết vào đây. Bạn kéo lên như thế này và mình kéo qua luôn. Đó, như vậy là mình di chuyển, mình sẽ không, cái điểm kết của mình, cái điểm đáp kết cuối cùng của mình nó sẽ không nằm trên đầu mũi kép mà nó nằm ở vị trí giữa. Đó. Các bạn ha. 1 2 3. Rồi. Rồi bây giờ đến cái phần dưới ha. Mình đã cố tình mình móc dư đó. Rồi các bạn cứ cắt đếm ha. 1 2, 3, 4, 5. Đó là cái vị trí này. Thì khi mà các bạn cắt chỉ đến vị trí này thì các bạn sẽ kết qua cái vị trí bên đây. Đó nha. Như vậy là mình đã vừa cắt cái phần dư đó các bạn, mình kết vô đây. Nó cho nó vẫn đủ là 5, 5 hay 4 gì thì nó sẽ xích cũng được, không có quá quan trọng. Nó cho nó đều như thế này. Như vậy là mình đã có một cái xích ban đầu. Cái hàng đầu tiên. Rồi các bạn ha. Này, bây giờ mình sẽ lên hàng thứ hai. Đây, một xích này, ba xích này, ba xích lên hàng này sẽ tượng trưng cho một mũi kép. Như vậy được một mũi kép rồi nè. Mình sẽ móc hai mũi kép nữa chung chân. Như vậy là đây là mình đã có ba mũi kép chung chân ở một bên cánh rồi. Nè các bạn ha, móc cho mình 1 2 3 xích. Rồi, ở đây hồi nãy là mình 5 xích nè, như vậy các bạn móc vào xích thứ ba ở giữa đó cho mình một mũi kép. Và ba xích móc tiếp một mũi kép chung chân. Ở đây là mình sẽ tạo một cái hoa mới.
Đây mình sẽ tạo hoa mới. Và 1, 2, 3. Rồi, lúc này là đây là một cái phần bông dâu của mình. Như vậy mình sẽ tịnh tiến, đây là 10. Bây giờ mình sẽ móc giảm, chỉ còn lại 8 thôi. Mình cứ móc lần 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 vào. Và mình sẽ không móc mũi kép bình thường, mà mình sẽ móc bông dâu này bằng mũi kép nổi, để cho nó tạo cái cảm giác cái hoa nó nổi 3D lên. Thì mũi kép nổi như thế này các bạn. Các bạn luồn lên như thế này. Đây là mũi kép chân trước đó, hay là mũi kép mặt trước đó. Bỏ chân, bỏ một mũi ở ngoài ha các bạn. Mình chỉ móc 8 mũi thôi. 2. Móc chậm lại các bạn coi ha. 3. 4. 5. 6. 7. Và 8. Rồi, như vậy tất cả từ đây về sau thì cái họa tiết bông dâu này tất cả là mình đều móc mũi kép nổi, mũi kép mặt trước như thế này hết ha các bạn. Này, mình cứ lặp lại cái quy trình 1, 2, 3 xích. Rồi vào vị trí giữa. 1 mũi kép, 1, 2, 3 xích. Đó. Cái này là mình tạo một cái hoa mới á. 1, 2, 3. Rồi. Tiếp tục mình sẽ móc một kép nổi. Một, hai, ba. Cứ trên mà có cái ở dưới là 5 xích thì ở trên mình sẽ móc 1, 3 xích, 1 mũi kép. 3 xích, 1 mũi kép trung chân. Và 1, 2, 3. Rồi, đến vị trí mà ráp lăng như thế này thì mình cứ móc tiếp tục như thế này. 3 mũi kép chụm đầu, 1 2 3 mũi kép chụm đầu, 1 2 3 xích. Rồi tiếp tục 3 mũi kép chụm đầu. Thay vì cái V, cái ráp lăng là cái V bình thường thì hôm nay mình biến tấu một tí xíu cho nó lạ bằng cách là đó, mình móc như thế này. Đã như vậy bây giờ các bạn thấy nè, từ hai hoa nè, bây giờ mình đã lên được 1 nè, 2 nè, 3 hoa. Đó, mình đã nở cái phần vai áo với lại cái phần trước ngực ra. Tương tự như vậy bên đây cũng vậy ha các bạn. 1, 2, 3. Đó, cứ tương tự như thế này. Thực ra thì chỉ là một cái hoa thôi, một cái mẫu hoa thôi. Thì các bạn cứ móc lặp lại cho đến hết vòng giúp mình ha. Các bạn móc lặp lại cho đến bên đây ha. Các bạn móc tiếp như thế này cho đến bên đây. Rồi, đây là đến cuối hàng thứ hai. Mình móc thêm một lần nữa cái cách ráp, cái cách mà kết hàng cuối với hàng đầu nha các bạn. Rồi cái hàng sau thì các bạn cứ tiếp tục như vậy ha. Có thể là mình sẽ không nói về cái cách kết này nữa. Rồi. 1 2 3. Rồi, ở đây mới có được một cánh nè, cho nên mình sẽ phải móc thêm một cánh nữa. Là 3 mũi kép chụm đầu. Rồi, 1 xích. 1 vòng sợi. Và các mình kéo qua luôn. Đó. Cho nên là cái hàng tiếp theo của mình thì nó sẽ nằm ở giữa, nó cứ lên lên như thế này hết. Và cũng che giấu rất là cũng khá tốt ha. Mình cũng không có thấy được cái điểm nối. 1, 2, 3. Mình sẽ lên hàng thứ 3. Một, hai, ba xích. Rồi các bạn móc vào chữ V này cho mình. Một mũi kép. Một xích. Một mũi kép. Một xích. Một kép. Một xích. Một kép. Tất cả là 4 mũi kép. Mỗi mũi kép cách nhau 1 xích. Một, hai, ba xích. Rồi mình qua cái trái dâu này. Thì bây giờ ở dưới nè, mình là 10 nè. Ở trên đây mình còn 8 nè. Thì bây giờ mình sẽ là 6 các bạn ha, bỏ cái mũi ngoài, móc vào mũi thứ hai, tất cả là mũi kép mặt trước hết nha các bạn, tất cả đều mũi kép mặt trước hết nha,
Cho nên là nếu mà ở trong đây mình nói mũi kép thì là ý mình làm mũi kép mặt trước á. Thì cái kiểu móc này sẽ làm cho cái hoa văn của mình nó nổi lên. Đó, cái hiệu ứng nó nổi lên. Các bạn ha, 1, 2, 3. Rồi, tương tự như vậy. 1, xích, 1 kép, 1 xích. 1 kép, 1 xích. 1 kép, 1 xích. 1 kép. Đây, cứ tương tự như vậy mà móc hoa các bạn. Đến đây thì cũng vậy luôn ha. Đến đây, vị trí này qua vị trí này thì nó cũng giống là vị trí này qua vị trí này. Đây, ví dụ mình móc thêm một cái lần nữa đến cái vị trí ráp răng nè các bạn. Đến cái vị trí ráp nè, ráp giữa cái vai áo nè, giữa cái nách áo, cái đường xé của nách áo á. Nè, đầu ha. Đó, mình móc lại một cái lần nữa, ba nè. Như vậy vào cái vị trí ráp răng này sẽ là 3 mũi kép chụm đầu, khoảng cách là 3 xích. Tiếp tục 3 mũi kép chụm đầu, 1, 2, 3, 3 mũi kép chụm đầu. Đó. Một hai hàng thì các bạn chưa thấy được đâu. Vài hàng nữa đi thì mình cho các bạn thấy cái dáng của áo hoa văn, là mình đang móc hoa văn từ cổ xuống đó, móc từ cổ xuống. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục qua cái hoa văn tiếp theo giống như đây thôi các bạn. Đây ha. Rồi các bạn móc hết giùm mình hàng thứ ba. Mình sẽ lên hàng thứ tư. Bốn xích, 1, 2, 3, 4 xích. Rồi các bạn móc vào đây cho mình 6 mũi kép. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mũi kép. Rồi mình sẽ làm một mũi hạt bắp. Các bạn cho kim vào cái mũi kép đầu tiên. Rồi mình sẽ là được một mũi hạt bắp. Rồi 3 xích, 1, 2, 3. Tương tự như vậy, làm cho mình thêm một mũi hạt bắp ở đây. Ba xích, thêm một mũi hạt bắp nữa. Như vậy cái vị trí này mình sẽ có 3 mũi hạt bắp, sẽ làm cái đế giống như là cái trái dâu vậy đó các bạn. Đây nó sẽ giống như cái đài trái dâu á. Một xích ha, 2, 3, 4. Đây, qua đây tương tự thì mình sẽ tiếp tục. Đây là 2, 4, 6 thì mình sẽ móc còn 4 mũi kép mặt trước. 1, 2, 3, 4 mũi kép mặt trước. Rồi, đó, đã xong một hoa văn rồi các bạn ha. Rồi, tương tự như vậy các bạn cứ móc. Bốn. Rồi lại làm tiếp ba cái hạt bắp này vào đây. Rồi các bạn ha. Mình lên hàng năm ha các bạn. Bốn xích, 1, 2, 3, 4. Rồi đây là cái đài của trái dâu của mình nè, thì mình sẽ có hai khoảng. Đó, các bạn thấy không? Mình sẽ có hai vị trí. Như vậy các bạn móc vào đây cho mình mỗi vị trí như thế này là móc cho mình là 6 mũi kép. Sáu mũi kép hả các bạn?
Tiếp theo mình lại móc tiếp vào đây. Vị trí 3 xích này, 6 mũi kép tiếp theo. À, bắt đầu sẽ mình sẽ làm trái dâu. Làm thân của trái dâu nổi. 4 5 và 6. Rồi móc cho mình 4 xích. Rồi qua đây là các bạn ha, mình sẽ làm 1 2 3 4 thì tiếp theo mình sẽ còn lại là 2 mũi kép thôi. Nhưng mà 2 mũi kép này mình sẽ là móc là chung đầu luôn. 1 2 3 4. Mình không móc qua luôn nha, mình sẽ giữ. Một mũi kép nha. Hai mũi kép mặt trước chụm đầu. Rồi, mình kéo qua luôn. Đó, là mình đã kết thúc cái phần nửa của cái hoa. 1 2 3 4. Rồi, tương tự như vậy ha các bạn ha. Rồi, các bạn móc hết hàng thứ 5 giúp mình nha. Mình lên hàng thứ 6 ha các bạn. Rồi các bạn móc giùm cho mình 5 xích. Đây là 5 ha. Đây là 3 nè. Đây là 3. Đây là 3. Đây là 4. Đây là 4. Thì bây giờ sẽ là 5 xích. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi bây giờ mình sẽ đến đây là cái phần bông dâu nè. Mình sẽ móc mũi ngoặt trước, bỏ một mũi ở ngoài. Đó, mình sẽ móc từ từ vào thì nó sẽ giống như thế này. Hiện tại ở dưới mình đã có tất cả là 12 mũi kép đơn. Bây giờ đến hàng này thì mình sẽ móc là 10 mũi kép ngoặt trước. Mười mũi kép ngoặt trước và 5 xích mình sẽ qua đây luôn ha các bạn. Như vậy cái hoa này đã hết rồi nè. À, qua đây luôn. 1 2 3 4 5. Rồi mình qua cái hoa này luôn. Tương tự như vậy sẽ là 10 mũi kép ngoặt trước. Rồi thực ra đến đây là mình đã quay lại cái hàng đầu tiên khi mà khởi tạo rồi đó. Và cái hoa văn của mình nó đã bắt đầu lặp lại rồi. Nhưng mà mình sẽ móc hàng này và một hàng nữa để cho các bạn thấy cái sự lặp lại ha. Các bạn có thấy không? 10 mũi nè, 5 xích nè, thì nó chính là 10 mũi nè và 5 xích nè. Đó. Cái hàng mình vừa móc đây nè, chính là cái hàng đầu tiên. Tuy nhiên mình sẽ móc thêm cái hàng này và thêm một hàng nữa để cho các bạn thấy cái sự lặp lại của cái hoa văn của mình ha. À, là thứ 6 rồi các bạn móc hết hàng thứ 6 ha. Mình xong hàng thứ 6, 2, 4, 6 và bây giờ mình lên hàng thứ 7. Đây các bạn nhìn ha. Đây là 10 mũi kép, đây là 5 xích. Thì ở dưới này mình cũng có là 10 mũi kép và 5 xích. Chỉ có cái là do đây là cái hàng khởi tạo cho nên bắt buộc mình phải móc mũi kép bình thường. Nhưng bắt đầu ở trên đây là cái hàng đã có cái chân ở dưới đây rồi, cho nên là 10 mũi kép này của mình là 10 mũi kép mặt trước. Đó, nhưng mà nó sẽ không có khác gì hết. Bây giờ mình sẽ móc hàng 6, mình sẽ móc hàng thứ 7. Thì các bạn thấy là hàng thứ 7 nó sẽ lặp lại. Đây ha các bạn, đây thì sẽ là 3 xích, một mũi kép, 3 xích và một mũi kép vào cái vị trí này. 1, 2, 3. Rồi, đây là 12 ha. Đây là 10 thì mình sẽ móc thuộc vàng. Còn 8 mũi. Các bạn thấy giống cái hàng thứ 2 mình móc không?
Và đến đây là cái hoa văn mình đã lặp lại rồi, và không có gì thay đổi hết. Mình sẽ móc tiếp tục như vậy, triển khai xuống. Ba xích. 1, 2, 3. Mình nói lại ha các bạn. Cái hàng này nè, chính là cái hàng này. Và cái hàng mình đang móc đây thì nó sẽ là cái hàng này. Đó. Và cứ lần lượt. Và đây sẽ là cái hoa mới của mình nè. Và mình sẽ móc cái hoa này, sẽ khép lại. Và mình đây mình có một cái hoa mới. Cứ lần lượt như vậy mình sẽ có cái hoa mới. Và đây là cái hoa văn của mình, vai của mình ha. Thân trước, thân sau thì nó sẽ là như thế này. Đó. Hai cái điểm này sẽ là hai cái điểm mình sẽ ráp lại tạo tai. Đây cũng vậy, mình sẽ ráp này. Đó, nó đã ra được cái dáng cổ rồi các bạn. Rồi, như vậy thì các bạn cứ tiếp tục móc cho mình ha, trọn vẹn cái hoa này khi kết đến đây luôn. Và móc cái hoa này, tiếp tục triển khai cái hoa này, đây hoa này thì nó sẽ là cái hoa này. Đó, và mình móc lên đó. Thì đó là mình sẽ ngưng, xem là mình ngưng cái hoa văn được chưa, để mình móc tiếp xuống dưới làm cái phần thứ hai của cái cổ áo. Mình nói lại ha các bạn. Các bạn móc tiếp cái hoa văn này cho hết. Họa tiết cái trái dâu khép đến đây. Thì trong khi mình móc này thì mình sẽ triển khai cái hoa này, nó sẽ giống như cái hoa này, và tiếp tục như vậy cái hoa này đến khi khép được cái hoa ở đây. Đó, thì mình sẽ ngưng lại để xem cái áo mình đã đủ cái độ dài của cái họa tiết cổ chưa ha các bạn ha. Rồi, để cho các bạn thấy trọn vẹn một hoa thì thôi bây giờ mình sẽ móc một hoa bên đây thôi ha, là mình ăn gian đó. Thực ra là mình cái áo chính thức là mình cũng đã móc một cái phần họa tiết rồi, đây là mình chỉ quay mình móc cái áo này để mình cho các bạn theo dõi thôi. Như vậy mình sẽ móc một cái hoa bên đây thôi ha. Rồi, như vậy các bạn thấy ha, đến đây. Rồi các bạn nhìn xuống đây, hàng này xong. Như vậy đến hàng này thì sẽ là 3 xích. 1, 2, 4 mũi kép. Mỗi mũi kép cách nhau 1 xích. Đó, là mình móc lặp lại. 1, 2, 3. Là mình đã ở hàng 2, 4, 6, 7. Mình lên hàng thứ 8 ha. Một, hai, ba xích. Một kép, một xích. Một kép, một xích. Một kép, một xích. Một kép. Một, hai, ba xích. Như vậy đến đây mình móc một kép trước, mũi ngoặt trước. Bỏ một chân ở ngoài. Một, hai, ba. Rồi, mình lên hàng tiếp theo là hàng số 2, 4, 6, 8. Hàng số 9 nha các bạn. Rồi, ở đây là mình sẽ móc cái hạt bắp như thế này. Và hạt bắp như thế này là 4 xích. 1, 2, 3, 4 xích. Đó, là mình lại móc hạt bắp lại giống như cái hàng ở dưới. 2, 3, 4, 5, 6. Đó. Móc đến hàng hạt bắp này thì các bạn đã thấy lặp lại quen rồi ha. 1, 2, 3.
Mình sẽ móc cho các bạn thấy trọn vẹn cái hoa hoa dâu như thế này. Rồi. Rồi các bạn móc tiếp ha. Rồi bây giờ mình sẽ lên hàng số 9. Đây mình có hai cái vị trí thì các bạn móc cho mình 6 mũi kép. Một, hai, ba, bốn. Rồi, bên đây bốn mũi kép mặt trước. Thì bây giờ còn hai mũi mặt trước chụm đầu. Hai, ba, bốn. Các bạn thấy không? Lặp lại ha. Đó, cái hoa của mình đó, cái hoa của mình nó sẽ như thế này nè. Đây, mình lại tiếp tục lên hàng tiếp theo ha các bạn. Đây là 4 bính rồi, thì bên này là 5 bính. 2, 3, 4, 5. Rồi, bây giờ ở dưới đây là 12, thì ở trên là 10. 10 mũi kép ngoặt trước. Mười mũi kép ngoặt trước. Một, hai, ba, bốn, năm. Đây. Đây các bạn ha. Đây, đây ạ. À. Đây, một cái hoa hoàn chỉnh. Cái hoa này là nửa cái hoa thôi. Nửa cái hoa đây tại bắt buộc là cái điểm khởi tạo của mình. Cho nên mình sẽ bắt ở cái hàng mũi kép nó lớn nhất như thế này à, là nó hợp lý. Nhưng bắt đầu trọn vẹn một hoa nè các bạn. Bắt đầu từ đây và lên đến đây là trọn vẹn một hoa. Và cái hàng trên đây à, là mình khép lại cái hoa này à. Như vậy cái hàng mới nữa các bạn thấy không, là bắt đầu mình sẽ lại. Đây là 5 xích nè. Thì mình sẽ lại móc một mũi à, kép 3 xích và một mũi kép ở những cái vị trí mới này, ở vị trí góc như thế này đó. Thì mình sẽ tạo thêm một cái hoa nữa. Đây ha, một hoa hoàn chỉnh. Là như vậy các bạn triển khai thêm một cái hoa hoàn chỉnh này và các bạn móc thêm hạt bắp đến cái vị trí hạt bắp này đây thì mình ngừng. Đây, để mình coi đây, cái mẫu này mình mong mẫu thử mình móc với các bạn thôi ha, để mình coi là mình móc bao nhiêu hàng thì mình ngừng. Đây là cái áo mình móc đây, để mình xem là bao nhiêu hàng thì các bạn ngừng nha. Mười bốn hàng à, như vậy các bạn móc từ đây ha đến 14 hàng rồi các bạn ngưng, thì mình sẽ gặp lại các bạn à, để ở hàng 15. 2 4 6 8 10 12 14. Ngưng ở hàng 14 sẽ là cái hàng mà mình móc cái hạt bắp này, mình ngưng ở đây nha các bạn ha. Khi mình móc được hai hoa văn giống như thế này thì bây giờ mình sẽ ngưng cái phần hoa văn ở thân trước và thân sau. Mình chỉ móc cái phần hoa văn hai bên tay áo là mình tiếp tục mình triển khai cái hoa văn như vậy. Áo mình sẽ là tay dài, cứ triển khai tiếp tục cái phần tay. Còn cái phần thân bây giờ thì mình sẽ móc đơn giản bằng mũi kép vậy thôi. Móc mũi kép xuống hết luôn. Ngưng ở hàng này như vậy. Sau khi các bạn móc đến cái hàng hạt bắp như thế này thì hàng trên, hàng tiếp theo mình bắt đầu mình sẽ móc thân trước với thân sau là mũi kép thôi. Ví dụ như đây là mình đã móc được một bên thân rồi nè. Móc toàn bộ bằng mũi kép. Và cái đây thì mình cứ thẳng xuống thôi.
thẳng xuống làm thân trước với thân sau. Đương nhiên cái phần chia nách này mình vẫn tiếp tục chia. Rồi đây là phần tai thì mình sẽ tiếp tục cái hoa văn tai, không có gì thay đổi hết. Đến cái phần này là cái phần vẫn chia ráp lăng ha các bạn. Đó, vẫn chia xéo cái phần nách áo. Và bây giờ đến đây là cái phần thân, thân sau hoặc là thân trước thì mình sẽ chỉ móc hàng mũi kép thôi. Các bạn vàng cho mỗi cái khoảng như thế này cho mình 4 mũi kép. 1 2 3 4 mũi kép. Rồi qua tiếp tục bên đây 4 mũi kép. 1 2 3 4 mũi kép. Rồi bên đây 4 mũi kép nữa. 1 2 3 4 mũi kép, 1 xích. Rồi và mình móc cho nó trọn vẹn cái hoa văn này. 1 mũi kép nổi, 2 mũi kép nổi chụm đầu để cho nó đầy đủ cái hoa văn. Rồi 1 xích, 4 kép, 1 2 3 4 kép. Bên đây cũng 4 kép. 1 2 3 4. 1 2 3 4 kép. 1 2 3 4. Rồi, 1 xích. Hai mũi kép nổi chụm đầu. Đó. Là mình đã móc cái hàng, mình sẽ đây là cái phần thân, mình sẽ không móc cái hoa văn nữa mà mình sẽ móc mũi kép xuống hết. Là các bạn móc đến cuối hết cái phần này đến cái phần ráp này ha. Và bên cái đó mình đã móc được một phần rồi. Cái bên hai phần bên tai bên thế này mình vẫn tiếp tục cái hoa văn trái dâu nổi như thế này. Chỉ có hai cái phần thân là bây giờ mình sẽ không móc hoa văn nữa mà mình bắt đầu móc thân áo bằng mũi kép đơn thôi. Đây, ví dụ như đây mình đã được đến cuối hàng rồi. 2 3 mình lên hàng mới. Phần đây là phần thân, bên đây là tai thì mình tai áo mình sẽ tiếp tục móc bình thường, không có gì thay đổi hết các bạn ha. Hai bên tai mình sẽ vẫn triển khai cái hoa văn này. Tiếp tục cái hoa văn trái dâu nổi. Này, như vậy các bạn móc hết cái bên tai này đến đây. Đến cái phần ráp lăng này giúp mình ha. Rồi, đây là cái phần hàng thứ hai khi mà mình tính nếu từ móc từ cái hoa văn thân, đây là hàng thứ nhất ha. Móc thân hàng thứ nhất mũi kép nè, bây giờ mình lên hàng thứ hai. Cái phần tai này mình đã móc hoa văn bình thường. Rồi như vậy đến cái phần thân này thì mình sẽ không móc hoa văn, mình chỉ đơn giản là móc mũi kép thôi. Đấy, nhưng mà mình sẽ phải tăng tịnh tiến lên. Như vậy 1, 2, 3 xích. Và đây là 3 xích thì mình sẽ cho vào đây là 3 mũi kép. Và trên đầu thì mình cứ móc bình thường. Ở dưới có chân thì ở trên mình móc. Cái mẫu này thì mình sẽ điểm nhấn vào cái phần trang trí trên cổ và cái hoa văn ở tai thôi, tai áo thôi các bạn. Còn cái phần thân thì mình đơn giản thôi. Mình sẽ không có chú trọng vào cái phần thân áo nữa.
như vậy ha. Các bạn cứ móc, cứ tịnh tiến lên cái phần thân. Phần thân mình sẽ chỉ là mũi, mũi kép thôi. Và trên đây thì cứ 3 xích là mình cứ lên 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 thì nó sẽ nở ra cái phần thân áo. Và mình sẽ móc đến độ khi mà các bạn đo, các bạn gấp lại thì mình sẽ cho hai cái phần ráp nè với nhau. Rồi, và các bạn đo từ vai đến hạ nách thì sẽ bằng 1/4 số đo vòng ngực. Ví dụ như ngực là 85, mình lấy 84 hoặc 86, 84 đi cho dễ, thì các bạn chia làm 4 thì mình được khoảng 21. Như vậy các bạn móc tầm đến 21, đo từ vai. Đây, đó từ vai, đó, các bạn móc đến tầm 20 hoặc 21. Có thể là mình sẽ thử, nhưng mà đó là cái khoảng để mình biết là mình sẽ ngưng. Mình ngưng cái phần mình không móc đến đây nữa đó, mình ngưng cái chỗ mà hạ nách áo, từ vai xuống nách áo thì mình sẽ ngưng nha các bạn ha. Rồi các bạn cứ tiếp tục móc móc như thế ha, mình nói lại ha. Hoa văn tai mình vẫn móc bình thường, không có gì thay đổi. Chỉ có cái phần trên ngực, trên thân trước và thân sau thì mình sẽ không móc hoa văn nữa, mà mình sẽ móc cái phần thân áo. Thân áo ở đây, ở cái mẫu này chỉ là tất cả là mũi đơn thôi. Tất cả là mũi đơn. Và ở đây, đến cứ mỗi phần chi như thế này thì các bạn là cứ 3 xích và móc ở trên đây. Ở dưới này hồi nãy các bạn nhớ là mình có 3 xích không? Đó, thì trên đây là cái hoa văn này bình thường ha. Rồi lại 3 xích lại móc vào đây. Đó, cứ tiếp như vậy thì để cho cái áo nó xòe ra tiếp tục theo cái độ xòe của cái tay ráp lăng như thế này.